Xin kính chào quý vị. Hôm nay mình xin chia sẻ gà quay bằng máy chiên không dầu, máy chiên air fry. Trước hết mình đi làm muối. Trong muối gồm có những thành phần như là bốn tablespoon muối, 2 tablespoon ngũ vị hương, bột bắp 2 teaspoon. Giờ mình bắt cái chảo lên, mình bỏ muối. Mình bỏ muối vào trước. Nhớ là bắt lửa nhỏ. Sau đó mình đảo qua đảo lại cho nó nóng. Nếu bắt lửa thì còn nhỏ, lửa nóng quá thì nó sẽ bị để cái gia vị khác vào nó bị khét. Sau đó mình để bột bắp vào, và tới bột ngọt ngũ vị hương, rồi mình tiếp tục mình đảo lên cho nó đều. Tại vì tỏi mình chưa có bỏ tỏi, mình lát nữa mình phải mình đảo cho nó đều trước. Nhớ là bát lửa thiệt là nhỏ, trộn cho nó đều. Đó, thấy muối này nó mịn rồi. Xong mình để tỏi là mình để sau cùng, tắt bếp. Mình đảo qua đảo lại cho nó đều muối, tỏi, gia vị cho nó đều nha. Sau đó mình đổ vào một cái chén. Mình xài, nếu xài không hết thì mình có thể đổ vào cái keo nhỏ mình xài dần, để nắp lại xài dần. Và mình bắt đầu mình đi rửa gà cho nó sạch, để ráo. Rồi bây giờ mình cắt gà phía trong cái da, mình đừng cắt cái da. Cắt để lát mình ướp muối cho nó thấm. Cứ cắt đều như vậy đó. Mình làm cho 4 cái đùi. 4 cái đùi này chắc khoảng 3 pound, cái đùi này nó cũng to. 4 cái cũng 3 pound. Mới pha cho nó đều. Nướng. Cái công thức muối này là mình làm của nhà cô Khai Thi, rất là ngon. Tuy công thức của Vành Khuyên Katie ngon, nhưng mà mình cũng phải bớt giảm tùy theo cái độ mặn nhạt của gia đình mình ăn nha. Mình làm theo theo của Katie á thì nó hơi mặn, cho nên mình bớt lại. Tại vì bố mẹ lớn tuổi rồi cho nên không ăn mặn được, nhưng đối với mình thì ngon. Tùy theo này mình ăn hơi vừa vừa, tại vì mình có người lớn tuổi á, cho nên mình không có, cho nên 4 cái như thế này mình làm 1 tablespoon muối làm sẵn, xong mình cứ gắt lên mình chờ nha. Mình quay trở lại, mình lắc đặt cái da nha, phía trong mình cho nó thấm, rồi phía trên tí xíu. Tương tự làm cho như thế này cho nó hết. Bữa mình làm thử thì ăn ngon lắm. Cái da cũng rất là giòn. Em mình cũng làm thử cho nên mình đã ra. Mình cũng xin chia sẻ lại. Cái này cũng mang cho mấy ông bà cô chú lớn tuổi á. Cũng rất là ngon. And more healthy. Không có nhiều mỡ. Cho nên mình cũng làm này cho bố mẹ mình ăn, đặc biệt là con thêm nữa đó là con trai của mình rất là thích món này. Cha đã ra gì nè, trả đi trả lại khoảng 1 teaspoon thôi. Làm cho bột khoảng 4 cái đùi gì. Đây.
Dạ. Nó thơm, theo cái công thức này nó thơm. Đà mà mình rửa với muối, giấm. Mình có củ gừng cũng được, mà không có phải tẩy, công thức này nó cũng thơm. Em mình đơn giản. Nhớ là mình để gì này, để nó dai ở phía trên gì đó. Để vào cái rổ cho nó thấm. Đây. Cái nào mình nướng mình chia sẻ ra đi. Rồi đây mình để muối cho nó đều. Hết sau đó mình bỏ vô cái rổ nè. Rồi bỏ vô cái thau để cho nước nó chảy. Được gà lúc nào mình để cho nó ráo. Cầm lấy cái bọc kiến á, mình bao lại, bỏ cái nguyên vào trong tủ lạnh. Có người chỉ mình đừng có bao lại, nhưng mà mình thấy nó làm được đó. Nó hôi tủ lạnh. Đây đã 30 phút đầu đã trôi qua, thì mình mở nó ra, mình trở lại. 30 phút đầu mình nấu, mình để mình lúc mình chiên á, mình để cái lớp da nằm phía dưới. Sau đó mình trở lại cho nó đều, mình đưa cái mặt da lên phía trên. Mình nấu thêm khoảng 20 phút nữa. Sau khi mình trở xong, mình để nắp lại, mình dặn với lửa 400 độ. Và nấu thêm khoảng 20 phút nữa. Trong thời gian mà nấu khoảng 20 phút, nếu mình lấy ra mình nếu mình thấy chưa được giòn lắm thì mình cứ tiếp tục nấu, tại vì tùy theo cái máy của mỗi gia đình. Đây, thấy cái gà của mình rán rất là ngon, vàng. Mặc dù mình không có để tí màu nào hết. Rồi bây giờ mình xong, mình để ra cái dĩa. Thấy ngon không quý vị? Xin mời cả nhà. Đây, sau 20 phút mình lấy ra mình thử. Thấy nó giòn. Nếu mà muốn giòn thêm thì cứ bỏ vào để nắp lại. À.